À, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây, mời các bạn cùng đón xem Tử vi tuổi dậu tháng 8 âm lịch năm 2020 Về vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cận năng vượng vận Mời các bạn cùng theo dõi nhé tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi dậu âm lịch, tình hình tài chính có phần khởi sắc, lại không phải chi tiêu quá nhiều nên bạn có thể tiết kiệm được kha khá. Trong khi đó, một số người có thể chi tiêu khá thoải mái theo ý muốn của mình. Ảnh hưởng của thiên quan nên có nhiều việc khó lường có thể xảy ra đòi hỏi bản mệnh phải đủ bình tĩnh xử lý từng vấn đề một nếu không bạn sẽ bị dối trong một mớ bỏng bong mà không biết việc nào nên làm trước việc nào nên làm sau những việc liên quan đến giấy tờ thường bị làm phiền nhũng nhiễu yêu sách khó hoàn thành xong trong tháng này đối mặt với tiểu nhân thì bạn phải bình tĩnh đừng cho cơ hội để người ta kiểm soát bạn tình hình tài chính có phần khởi sắc lại không phải chi tiêu quá nhiều nên bạn có thể tiết kiệm được kha khá, khá trong khi đó một số người có thể chi tiêu khá thoải mái theo ý muốn của mình về vấn đề sức khỏe con giáp này không mắc phải những căn bệnh khó chữa trị nhưng dễ bị tổn thương bên ngoài khi đi đường cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông tránh những sự cố ngoài ý muốn dù không thể lường trước được mọi việc nhưng luôn phải có ý thức đảm bảo an toàn nhớ luôn phải đem theo thuốc dự phòng bên người đề phòng những sự cố ngoài ý muốn xảy ra Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi dậu âm lịch sự nghiệp. Tháng 8 âm lịch dự báo là tháng bận rộn, nhiều nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Mỗi ngày làm việc đều khá bận rộn với nhiều trách nhiệm khi bạn có vô khối công việc cần phải làm cả nơi gia đình lẫn công sở. Bạn sẽ rất đau đầu với những dự án mới mẻ, đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng xong chưa hẳn đã là một dự án có giá trị cốt lõi tuy nhiên hãy dành việc đánh giá xem xét cho thời gian tới còn lúc này hãy cho mình trải nghiệm thì hơn đừng để căng thẳng khiến bạn không đạt được sự hiệu quả vì khi đó dù bạn nỗ lực xử lý thì mọi thứ vẫn rối bời bạn phải tìm cách để bản thân tập trung hơn vì trong khi mọi người bước vào tháng mới rất bận rộn hối hả thì dường như đầu óc của vẫn như trên chín tầng mây bạn vẫn bị những cảm xúc của mình gây ra sự nhiễu, khiến cho bạn khó có thể tập trung được vào với công việc. Có lẽ bạn sẽ cần một chút thời gian trước khi có thể quay trở lại với guồng quen thuộc. Hơn nữa, ở nơi công sở bạn chớ nên bàn tán chuyện của người khác vì gạch dưới con gạch dưới giã p gạch dưới thá phi gạch dưới như bạn sẽ bị mọi người xa lánh. Trở thành người không đáng tin trong mắt đồng nghiệp tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi dậu âm lịch tài lộc. Theo gạch dưới tá, gạch dưới vi gạch dưới tóa y gạch dưới giá u gạch dưới 2020 gạch dưới, tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc. Nhiều người được gia tăng nguồn thu. Việc kinh doanh nhờ có hậu thuẫn mà phát triển bất chấp khó khăn hiện tại. Thế nhưng đừng vì những gì đang diễn ra mà tự phụ, không được chủ quan đâu nhé luôn phải cẩn trọng với những lời chào mời đầu tư thời gian này khi thị trường đang đi xuống nếu bạn dành thời gian học hỏi thêm thì bạn sẽ biết rằng thời gian này ai cũng ưu tiên việc đảm bảo an toàn số tiền của mình đang có hơn là đầu tư nói như thế không có nghĩa là không có cơ hội cho bạn miễn là bạn phải tìm hiểu kỹ và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình nhìn chung, tháng trung thu này bản mệnh không gặp rắc rối nào liên quan đến tiền bạc miễn là bạn kiểm soát tình hình trong khả năng của mình. Đi theo kế hoạch đã định thì một chút chi phí phát sinh cũng không là điều gì đáng ngại. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi dậu âm lịch tình duyên tháng này con giáp gạch dưới toá y gạch dưới giá u gạch dưới trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết mỗi sự kiện có sự xuất hiện của bạn là ngay lập tức bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý của mọi người điều này rất tốt cho những ai đang độc thân tuy nhiên với ai đã có gia đình thì nên cẩn thận với những lời tán tỉnh đấy nhé bên cạnh đó có những người vì ghen tị mà cố tình gây hại làm điều xấu bằng cách đặt điều về bạn đối mặt với những thông tin đó bạn phải bình tĩnh nói rõ chớ nên nhân nhượng với kẻ xấu tam hội nâng đỡ nên tình cảm gia đình của con giáp tuổi dậu lúc này khá tốt đẹp họ còn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn lời khuyên giá trị khi bạn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm những ngày cuối tháng sẽ diễn ra hết sức trôi chảy nếu bạn sắc sảo nhạy bén trong định hướng và chọn lựa bất cứ vấn đề nào nảy sinh cũng đều có thể giải quyết được chỉ với một cuộc gọi, hoặc một quyết định kiên định. Các mối liên hệ của bạn sẽ đặc biệt giá trị ở thời điểm này. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi dậu âm lịch sức khỏe. Theo gạch dưới tá, gạch dưới vi gạch dưới tha ân gạch dưới tháng 8 năm 2020 gạch dưới cá A gạch dưới 12 gạch dưới con gạch dưới giã PM gạch dưới lá, CS gạch dưới. Thái tuế hung tinh gây điểm báo tai nạn bất ngờ, đòi hỏi bản mệnh cần phải cẩn thận trong công việc khi xuất hành xa. Trước khi đi xa thì bạn phải có một đêm ngủ đủ giấc, sáng mai tinh thần mới minh mẫn. Thời gian dịch bệnh vẫn còn lan tràn như hiện tại thì con giáp tuổi dậu đừng quên các biện pháp để tăng sức đề kháng cho bản thân. Ví dụ như việc tập luyện thể dục thể thao giúp hệ miễn dịch hệ thống bảo vệ và phát hiện của cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh do ngoại lai như virus, vi khuẩn hoạt động tốt hơn. Con giáp tuổi dậu nên thường xuyên vận động, chớ ngồi một chỗ quá lâu vì các hoạt động thể chất sẽ giúp mọi người cải thiện giấc ngủ, có sức khỏe tốt. Đừng quên việc tập luyện thể dục đều đặn góp phần nâng cao sức đề kháng với virus kể cả khi đang mắc bệnh mãn tính, lớn tuổi hoặc cả khi đang bị nhiễm virus. Đặc biệt, trong thời gian những ai phải hạn chế ra ngoài. Cần thường xuyên thực hành các hoạt động thể chất đơn giản và vui vẻ khi ở nhà để giữ cơ thể khỏe mạnh, sống tích cực. Cẩm nang vượng vận. 1. Đinh dậu, hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, hãy khôn ngoan hơn trong từng lựa chọn của mình. Quý nhân, ngọ, mão tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. 2. Kỷ dậu thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, kinh doanh, đầu tư phải nắm bắt đúng thời cơ, đừng nghe lời quá nhiều người. Quý nhân, hợi, tỵ Tiểu nhân, mão, tuất. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. 3. Tân dậu, mộc, nam thái bạch, nữ thái âm khẩu quyết đừng để cảm xúc của bạn ảnh hưởng quá nhiều vào công việc. Quý nhân, thân, tuất. Tiểu nhân, tí, ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, xám. 4. Quý dậu kim, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, cẩn thận với những tín hiệu sai mà bạn nhận được từ người khác giới. Quý nhân, tị, sửu. Tiểu nhân, mùi, tí. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. 5. Ất Dậu Thủy, Nam Kế Đô, Nữ Thái Dương. Khẩu quyết, hạn chế đi lại, nếu có thể hãy nhờ người trợ giúp cho công việc được suôn sẻ. Quý nhân, thìn, thân. Tiểu nhân, tuất, tỵ Màu sắc may mắn, đen, trắng.